Sáng ngày 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự, kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ dân sự trên địa bàn thành phố năm 2022, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Diễn tập DT22. Tại tòa nhà tái định cư của tập đoàn Novaland ở số 26 đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, với khoảng 5.000 người tham gia. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập DT22, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập DT22. Phát biểu tại buổi diễn tập DT22, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập DT22 Phan Văn Mãi cho biết, với tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã làm phát sinh những nguy cơ bất ổn về an ninh xã hội tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, các thế lực thù địch phản động và số đối tượng cơ hội chống đối chính trị trong nước gia tăng, các hoạt động chống phá, triệt để lợi dụng những tiêu cực tham nhũng sai phạm trên các lĩnh vực kinh tế. Gần đây nhất là các vụ việc liên quan tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, các vụ việc liên quan công tác phòng chống dịch COVID-19 như vụ Việt Á, vụ việc tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để tuyên truyền phát tán các thông tin xấu độc gây bức xúc trong dư luận xã hội, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến tới kích động lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, buổi diễn tập là công tác thường xuyên của các cấp các ngành, là nhiệm vụ nhằm thực thi quy định của pháp luật về phòng chống khủng bố và pháp luật về quốc phòng. Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, buổi diễn tập DT22 đóng vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý tình huống diễn tập của Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố thành phố, Ban Chỉ huy Thống nhất các địa phương. Các đơn vị diễn tập thực binh xử lý tình huống tại hiện trường được chia thành hai phần. Trong đó, phần 1 báo cáo kết quả huấn luyện, gồm diễu hành phương tiện kỵ binh, đồng diễn võ, biểu diễn khí công, công phá. Phần 2 là diễn tập thực binh xử lý 4 tình huống giả định. Buổi diễn tập DT22 diễn ra từ 8 giờ đến gần 11 giờ ngày 30 tháng 10, có sự tham gia của các lực lượng phương tiện thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an, Sư đoàn Không quân 370, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Lực lượng Thanh niên xung phong, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức. Trong buổi diễn tập có sử dụng trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng phòng chống khủng bố, bạo loạn, tác chiến điện tử, xử lý hóa chất, tiêu độc khử trùng.